Đây là ngôi nhà ma nằm trong khu vực dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch vùng ảnh hưởng môi trường, bán kính 500m từ khu xử lý chất thải Xuân Sơn, thuộc địa giới hành chính xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Người dân địa phương gọi là nhà ma không phải bởi ngôi nhà này có ma ám nên không có người ở, mà vì ngôi nhà xây dựng kém chất lượng, với mục đích bỏ một vốn để kiếm bốn lời khi nhà nước đền bù giải phóng mặt bằng. Không chỉ có những ngôi nhà ma xây dựng vội vàng, mà tại đây không ít hộ dân vẫn lén lút xây tường rào hoặc công trình phụ, mặc dù thành phố đã phê duyệt và có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án. Hơn thế, mặc cho Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng huyện Ba Vì, Ủy ban Nhân dân xã Tản Lĩnh đang tiến hành điều tra, kiểm kê hiện trạng đất đai, tài sản, vật kiến trúc trên đất để lên phương án đền bù hỗ trợ, nhiều hộ dân vẫn tranh thủ xây dựng. Anh về ngoài đấy nó sẽ có đầy đủ hết. Theo ông Nguyễn Minh Luân, phó phụ trách Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng huyện Ba Vì, việc các hộ dân nằm trong dự án thi nhau xây dựng đã khiến cho việc kiểm đếm lên phương án đền bù giải phóng bị chậm so với kế hoạch đề ra và rất nhiều lần đã phải điều chỉnh tiến độ. Thực trạng đó đã khiến không ít hộ dân chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước phải chịu thiệt thòi bởi nhu cầu của họ là sớm được di dời đến nơi mới để sớm ổn định cuộc sống. Nguyên nhân là do nhân dân xây dựng nhiều và nó khác bình thường. Chính vì điều đó nó dẫn đến cái việc là cái kiểm kê tài sản, đánh giá tài sản và cái phương pháp tính toán nó mình còn lung túng, mình phải đi học hỏi các nơi. Mình cũng phải nghiên cứu, cũng phải xin ý kiến các sở ngành, xin ý kiến thành phố. Vì bức xúc, trong năm nay, không dưới một lần, nhiều hộ dân tại xã Tản Lĩnh đã dựng lều lán ngăn cản không cho xe chở rác đến bãi rác Xuân Sơn. Để xảy ra thực trạng vi phạm trật tự xây dựng nêu trên, có thể nói chính quyền sở tại chưa làm tròn trách nhiệm. Báo Hà Nội Mới Online sẽ tiếp tục làm rõ vấn đề này. Thực tế cho dân, hội giúp dân, tình hình này ô nhiễm đã có thực tế rồi.